Dạ vâng, Nobita xin kính chào tất cả quý các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lọc những bạn bè ít tương tác trên Facebook. Thì các bạn đã biết ý, thì đối với mỗi tài khoản một Facebook thì họ sẽ cho chúng ta giới hạn là 5.000 người bạn. Và ngoài số 5.000 người bạn đó, nếu như có người khác, người kết bạn với bạn thì bạn cũng không thể nào chấp nhận được vì đã quá giới hạn. Cái điều này cực kỳ quan trọng đối với một số bạn, ví dụ như mình để ví dụ như các bạn bán hàng online. Khi số lượng đăng ký hoặc là bạn bè của bạn lên đến 5.000 thì khi các bạn đăng một cái mặt hàng nào đó người ta thích, người ta sẽ comment, giao dịch và hỏi bạn, thì người ta sẽ xem nhiều và like nhiều. Thì như các bạn làm YouTube thì các bạn cũng biết ấy, thì khi một cái video mà được nhiều người lượt like, nhiều người lượt xem, nhiều bình luận thì YouTube nó sẽ đánh giá rất cao về cái video đó, thì trên Facebook thì nó cũng sẽ tương tự. Và nó sẽ chia sẻ rất là nhiều cái bài viết của bạn đến những cái người bạn thân thiết, ví dụ như đã comment cái bài viết của bạn. Thì nếu như trường hợp mà một cái bài viết của bạn đăng lên mà bạn bè của bạn là 5.000 mà chỉ có khoảng 20 người lượt thích và 20 lượt bình luận, vậy thì các bạn sẽ đặt cái câu hỏi rằng là 4.800 người kia họ đã đi đâu mà không like bài viết của bạn. Có thể đặt ra ở lý do ở đây rằng là bài viết của bạn không phù hợp với nội dung của họ muốn nhìn thấy, hoặc là những mặt hàng của bạn bán thì họ không phải là những vấn đề hàng hóa mà bạn họ đã quan tâm. Tuy nhiên thì có một số bạn muốn hỏi mình cái cách rằng là nếu như cái trường hợp mà ít người tương tác do cái những cái người đó họ ít tương tác với bạn, thì có cái cách nào ngoài cách thủ công để lọc bớt những người đó? Thì các bạn thường là sẽ xóa bằng tay. Tuy nhiên thì cái khả năng đó sẽ rất là lâu. Thì các bạn 5.000 người thì sẽ rất là lâu các bạn nhé. Với lại có khả năng thì các bạn sẽ xóa nhầm những người mà thường xuyên tương tác mà các bạn lại xóa nhầm ấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trên một chiếc điện thoại Android. Mình chưa thử trên điều hành iPhone. Tuy nhiên thì các bạn có thể áp dụng tương tự nếu như các bạn tìm thấy phần mềm này trên App Store. Trên CH Play thì các bạn sẽ cần vào cái phần mềm cho mình, và các bạn sẽ gõ vào phần trang tìm kiếm. Các bạn sẽ gõ vào phần công cụ hỗ trợ Facebook, thì các bạn sẽ tải phần mềm này về giúp mình. Hiện tại máy của mình thì đã mở về rồi, thì bây giờ mình sẽ vào luôn để cho các bạn đỡ mất thời gian. Bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng lên. Khi các bạn mở ứng dụng lên thì họ sẽ yêu cầu các bạn phải đăng nhập cái tài khoản Facebook của bạn, đúng không ạ? Để họ sẽ thực hiện một số chức năng chúng ta cần thiết ở phía bên dưới. Tất nhiên các bạn nhìn thấy ạ, ở những phần mềm miễn phí thì luôn có quảng cáo đi kèm. Rồi, chúng ta cũng nên ủng hộ họ một chút đúng không ạ? Sau một cái thời gian xem thì chúng ta có thể ấn tắt đi. Ở trên đây là một cái tài khoản mình đã đăng nhập vào, thì nó đã có tên và Facebook của mình ở đây. Thì chúng ta sẽ cần, ở đây nó sẽ có rất nhiều cái tính năng mà các bạn có thể quan tâm đến. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ giới thiệu các bạn cái tính năng đó chính là lọc bạn bè ít tương tác trên Facebook. Thì các bạn sẽ kích vào phần cái clay và cái mũi tô vít. Thì ở đây nó có rất là nhiều phần hữu ích cho các bạn, thì các bạn có thể nghiên cứu tiếp tục. Tuy nhiên thì mình sẽ lọc bạn bè không tương tác. Đấy, các bạn sẽ quan tâm phần này cho mình. Ở trên này thì các bạn sẽ nhìn thấy hai dòng, đây chính là thời gian đăng, và ở dưới này chính là giới hạn số lượng bài viết, quảng cáo liên tục của bạn. Thì ở đây thì chúng ta cái thời gian đăng thì chúng ta có thể kéo toàn bộ lên tận đây, và cái bài viết thì các bạn có thể kéo xuống. Tuy nhiên thì cái bài viết của mình thì cũng không quá nhiều, thì mình sẽ kéo ở cái gần mức thấp nhất, còn tùy của các bạn bài viết như thế nào. Và sau khi chúng ta cài đặt xong hai cái phần thanh trên, thời gian và cái số lượng bài viết, thì chúng ta sẽ ấn load data để cho cái phần mềm mà sẽ tải cái danh sách bạn bè và cái những cái bài viết của chúng ta là xem có bao nhiêu người không tương tác. Thì các bạn nhìn thấy này, ở phần trên này là họ tên, bên này là cảm xúc, bên này là bình luận. Thì ở được chính cột này, bôi vàng này là xóa. Đây, thì chúng ta có thể ở dưới này chúng ta có thể chọn cái số lượng nó hiển thị một lần là 50 người. Thì đây chính là ở mình đây thì mới có 425 bạn bè, thì đây mới chỉ là 1 trên 51.
Đó thì các bạn hiểu không? Tức là đây là chỉ những người mà không tương tác với mình. Thì các bạn có thể căn cứ vào đây để các bạn có thể xóa bớt đi để các bạn kết bạn với những người mới để tạo ra một cái nguồn thị trường mới cho các bạn. Thì trên đây thì các bạn muốn xóa ấy, thì các bạn cứ kích vào đây để xóa thôi. Đấy, xóa, các bạn kích vào đây để xóa thôi. Thì trên đây và ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách làm thế nào có thể lọc bạn bè ít tương tác trên Facebook một cách nhanh nhất. Thì video của mình chia sẻ các bạn đây là hết. Nếu các bạn còn thắc mắc có vấn đề gì hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu các bạn thấy video này mình chia sẻ các bạn hay thì hãy like, share và hãy ủng hộ mình các bạn nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.